bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý Phật tử ngồi. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thể theo lời mời của Hòa Thượng vị sự trưởng tại tỉnh nhà, thì chúng tôi hôm nay đến đây nói chuyện với tất cả quý Phật tử. Bởi vì đa số người Phật tử chúng ta tu theo đạo Phật, nhưng mà đúng với cái tinh thần của đạo Phật thì chưa được mấy người. Tại sao vậy? Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta tu là để đem lại một cuộc sống an vui, hạnh phúc, mà nhiều Phật tử tu vẫn chưa có an vui, hạnh phúc, thì đó là một cái điều nó không có đúng với tinh thần của đạo Phật. Tại sao vậy? Là bởi vì Phật tử chúng ta hiện nay tu để cầu xin Phật ban ơn xuống phước cho chúng ta thì nhiều, mà tu để phản tỉnh dẹp những nguyên nhân đau khổ ở nội tâm thì ít. Quý Phật tử xét có phải vậy không? Tu thì lúc nào cũng hy vọng Đức Phật, chư vị Bồ Tát sẽ ban ơn xuống phước cho chúng ta được an vui, hạnh phúc, mà ít có người biết phản tỉnh lại mình để dẹp bỏ những cái nguyên nhân đau khổ từ tự tâm mình nó phát ra. Đó là một cái lỗi lầm khiến cho Phật tử tu nhiều, tu lâu mà không có được bao nhiêu kết quả. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải phát nguyện mạnh mẽ phản tỉnh lại mình để tìm những cái nguyên nhân đau khổ xuất phát từ nội tâm, rồi chúng ta dẹp bỏ những cái đó thì nó mới hết khổ. Như quý Phật tử nhớ, trong Pháp Tứ Đế của Phật, Phật dạy sở dĩ chúng ta có khổ, gọi là khổ đế, là bởi cái nguyên nhân tập đế mà có cái quả khổ. Mà tập đế là gì? Tức là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Những cái đó là cái nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ. Thì như vậy, tu Phật mà muốn hết khổ thì phải quay lại, phải tìm cho ra cái nguyên nhân nào ở sẵn trong nội tâm mình nó gây nên đau khổ cho cái cuộc sống hiện tại, thì chúng ta phải tiêu diệt nó thì cái khổ nó mới dứt được. Còn nếu chúng ta chỉ cầu xin Phật để cho chúng ta hết khổ thì thực là không thể được. Tôi nói thí dụ, dụ như quý Phật tử ra đường nghe hoặc thấy người ta làm cái gì trái tai gai mắt, liền phẫn nộ, nổi cơn giận lên, rồi chửi rồi mắng người. Khi chửi mắng người, cái người chống lại thì có một cuộc ấu đả. Mà có ấu đả thì quý Phật tử thấy đó là khổ hay là vui? Tức đó là cái khổ. Mà cái khổ đó gốc từ đâu mà ra? Chắc ai cũng biết, từ cái nóng giận của mình mà ra.
Như vậy thì nổi cơn phẫn nộ, sanh ra chửi mắng nhau, có khi đến đánh đập nhau, rồi làm khổ lụy, thì lúc đó có ông Phật, ông trời nào xúi mình không? Xúi mình giận, xúi mình đánh lộn không? Có không? Nó chính mình không à, phải không? Mình nổi sanh rồi mình sanh sự, sanh sự rồi đem cái họa hại lại, thì cũng chính mình. Thì như vậy, cái quan trọng là cái nhân, mà cái nhân đó là nóng giận. Từ nóng giận mà nó đưa đẩy mình tới cái đau khổ. Chứ nếu không nóng giận thì làm gì có cái đau khổ đó. Như vậy thì quý Phật tử mỗi đêm cứ lại Phật, Phật cho con được bình an, mà nóng giận không bỏ thì có bình an được không? Đó, đó là cái gốc của sự tu. Cho nên quý Phật tử tu kính Phật, lễ Phật, tụng kinh, đó là cái lòng thành tín đối với Tam Bảo. Nhưng phải quay lại thay cái nhìn tường tận nơi nội tâm mình. Còn cái gì xấu, cái gì dở, nó gây ra đau khổ, mình phải dẹp nó, thì tu đó mới đủ. Tức là vừa đối với Tam Bảo bên ngoài mình kính trọng, đối với nội tâm mình biết phản tỉnh, thì cái tu nó mới thành công. Chứ chỉ biết kính trọng Tam Bảo ở ngoài mà không biết xoay lại mình để dẹp bỏ những cái thói xấu, dở là tham sân si vân vân, thì không bao giờ quý Phật tử hết khổ. Đó là một lẽ thật. Nhiều khi huynh đệ cùng tu tới chùa tụng kinh, thọ bát quan trai hết sức là tha thiết, nhưng mà một huynh đệ nào làm gì trái ý cái nỗi giận lên, cái thì cả ngày thành khẩn tha thiết mà một phen giận rồi thì cái công phu tu ngài còn không, chắc mất hết, phải không? Giận nổi sân lên cái cũng bỏ đi về bất kể cái gì hết. Đó là thấy cái họa hại của nội tâm. Nội tâm là cái nhân gây ra những cái họa hại lớn lao, làm hư hỏng sự tu hành của mình, làm đau khổ cho những cái ngày đã qua và sắp đến. Cho nên cái sự phản tỉnh để dẹp những nguyên nhân đau khổ là một vấn đề hết sức là trọng đại, hết sức là thiết yếu. Vì vậy mà hôm nay tôi nhắc quý Phật tử phải quay lại phản tỉnh nơi bản thân mình. Như vậy thì muốn phản tỉnh thì chúng ta phải phản tỉnh cái gì? Tức là phản là quay lại, tỉnh là sáng suốt để xem xét coi cái việc đó nó thế nào, nó đúng, nó sai ở bản thân, ở nội tâm của chính mình. Giờ đây tôi hướng dẫn quý Phật tử phản tỉnh lại ngay nơi bản thân mình. Bản thân mình, quý Phật tử đọc kinh Phật, nghe giảng giáo lý Phật. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, cái thân của mình hiện có đây là thiệt hay là giả? Giả, giả đó là nói theo kinh Phật, phải không? Phật dạy nó giả, chứ không phải mình phản tỉnh thấy nó giả. Đó. Cho nên nghe giảng thì lúc đó tỉnh lắm, thân giả, cái gì cũng giả hết. Mà ra ngoài một chút hay là về tới nhà cái mọi việc đều thiệt hết trơn, phải không? Cái gì cũng thiệt. Đó là vì chúng ta chỉ hiểu qua lời dạy của Đức Phật mà chưa có hiểu qua sự phản tỉnh của chúng ta. Cho nên trong kinh Phật luôn luôn dạy chúng ta phải có đủ văn tư tu. Văn là nghe lời Phật dạy,
qua Chư Tăng giảng cho quý Phật tử. Rồi tư là mình phải soi xét lại bằng cái trí tuệ của mình nha, soi xét lại bằng trí tuệ của mình coi sự thể đó thế nào, nó đúng hay nó sai, thì đó là tư. Mà ở đây tôi gọi là phản tỉnh. Như vậy thì quý Phật tử nói thân này là giả như trong kinh Phật nói, và giả cách sao quý vị kể tôi nghe vài nét thử coi, tại sao nói nó là giả? Khó quá, phải không? Nói giả thì dễ, hỏi tại sao nói nó giả thì hơi khó. Khó là tại vì quý Phật tử chưa nắm vững. Bây giờ tôi kể ra một ít điều kiện, rồi quý Phật tử nghiệm coi có đúng phải nó là giả hay không. Bây giờ hằng ngày chúng ta lỗ mũi thở, miệng thì uống nước ăn cơm, phải không? Lỗ mũi thở đó là làm gì? Bởi vì trong kinh Phật dạy, thân này của chúng ta có chia ra hai phần. Một là phần nội tứ đại, hai là cái phần ngoại tứ đại. Nội tứ đại tức là đất nước gió lửa ở bên trong, rồi ngoại tứ đại là đất nước gió lửa ở bên ngoài. Ở trong này chất cứng trong người như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương đó, thì gọi đó là đất. Chất ướt trong người như mồ hôi, máu, mủ, nước giải vân vân, đó là nước. Rồi cái hơi ấm trong người là lửa, động trong người là gió. Nó bốn cái đó có sẵn khi cha mẹ sanh ra, ai cũng sẵn bốn cái đó trong người mình, gọi đó là nội tứ đại. Mà bốn cái đó nó có sẵn rồi, tự bản thân nó không tồn tại được, phải nhờ mượn ngoại tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa bên ngoài phụ giúp luôn luôn thì nó mới tồn tại, thì đó là ngoại tứ đại. Như vậy lỗ mũi chúng ta thở là chúng ta mượn cái gì ở ngoài? Tức là mượn gió, phải không? Mượn không khí đó. Hít vô, vô rồi cái trả ra. Hít vô là mượn, trả ra là thả ra. Mượn, trả, mượn, trả. Tới chừng nào mượn mà không trả thì chịu nổi không? Nếu hít vô mà cứ để trong đó hoài, quý vị chịu nổi không? Còn nếu trả ra mà không mượn lại thì sao? Sao? Thì chết. Như vậy, còn mượn, còn trả đều đặn thông suốt thì sống, phải không? Trả mà không mượn lại thì chết. Như vậy thì cái sự sống mình là thiệt hay là không thiệt? Nếu thiệt thì khỏi mượn, mượn là không thiệt, phải chưa? Đó là mượn cái gió. Rồi cái lát mượn gì nữa? Mượn tách nước à, mượn tách nước. Mượn vô chừng bao lâu quý vị trả? Vài tiếng đồng hồ cái phải trả. Mượn mà không trả quý vị chịu nổi không? Cũng không nổi. Mượn mà không trả cái thì phải đi bác sĩ rồi, thấy không? Phải cứu cấp rồi à. Như vậy rồi trả ra hết mà không mượn lại thì sao? Rồi cùng chết à. Đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba nữa là mượn đất. Không mượn đất nữa, có mượn lửa luôn nữa. Như quý vị một bữa ăn sẽ có ớt, có gừng, có tiêu vân vân. Thì ớt, gừng, tiêu là gì? Là lửa, hơi ấm, phải không? Thì như vậy cơm, bánh mì là đất. Còn mấy kia là nó phụ, có nước, có lửa luôn. Như vậy mượn bữa ăn thì nói tạm là mượn đất. Mượn đất đó, mượn vô rồi quý vị có trả không? Mượn rồi cũng phải trả à. Như vậy mượn rồi trả, chỉ có cái không khí thì mượn trả sớm, nước thì trả chậm hơn, đất thì chậm hơn nữa, phải không? Đều phải trả hết trơn.
có cái nào mượn mà phải trả không? Như vậy thì cuộc sống của chúng ta hiện giờ là sao? Quý vị kiểm kỹ lại coi, cuộc sống chúng ta hiện giờ đang sống đây là sống thật hay là sống vay mượn? Nếu mà sống vay mượn thì giả hay thiệt? Cái gì là của mượn là đều giả, không phải của mình, phải không? Thiệt là của mình, mà mượn là không phải của mình. Không phải của mình làm sao nói nó thiệt được? Thì như vậy, rồi giờ đặt lại, hạnh phúc của cuộc sống này là gì? Người ta cứ mơ tưởng mình được cái này, được cái kia là hạnh phúc. Nhưng mà sự thật á, tôi thấy cụ thể nhất, hạnh phúc của chúng ta là mượn, cần mượn thì có để mượn, và cần trả thì trả được suôn sẻ. Mượn trả đều đặn suôn sẻ, đó là hạnh phúc, phải không? Mượn trả trục trặc thì mới đi cứu cấp ngày đó. Như vậy thì đó là hạnh phúc, bằng cách mượn trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta nhìn kỹ lại ở bản thân chúng ta là do vay mượn mà được tồn tại, mà được sống, chứ nó không có thiệt. Cho nên Phật mới nói nó là giả. Như vậy thì chúng ta nghe giả thấy như hơi buồn buồn, phải không? Mà sống thì giả được lo chiếm, bận chiếm, nhưng mà thực tình đã là sống thì chúng ta phải lo cho cuộc sống. Tuy nó giả nhưng mà làm sao chúng ta phải chiếm? Như trong kinh Phật có ví dụ, mình mang cái thân này, biết nó là tạm ở hư dối, nhưng mà phải lợi dụng cái tạm ở hư dối đó để làm được cái gì lợi ích thì tốt. Cho nên dụ như một người đi biển và chìm thuyền, bây giờ họ bơi họ lội ra, họ gặp một gốc cây mục, họ hớt đó, họ ôm gốc cây mục. Khi được ôm gốc cây mục thì lúc đó họ phải chìm. Nhưng bây giờ họ thấy gốc cây mục đó họ là quan trọng không? Biết nó là gốc cây mục không có giá trị, nhưng mà lúc chúng ta sắp chết chìm, nhờ nó mà chúng ta phải chết chìm, thì đối với quả chết chìm gốc cây mục rất là hữu ích. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta ôm gốc cây mục hài lòng, bây giờ mình khỏi chết chìm và thôi cứ ôm gì đó, làm gì đó, khôn chưa? Chắc không có khôn. Mà ôm được gốc cây mục rồi, chúng ta phải vận dụng sức của mình bơi cho tới bờ. Tới bờ, được tới bờ rồi, chúng ta bỏ gốc cây mục để lên bờ, thì đó là khôn. Chứ còn nếu được gốc cây mục rồi hài lòng, giữ gốc cây mục hoài là không khôn. Đó. Thì Phật nói tất cả chúng ta cũng vậy, mang cái thân này là tạm bợ, là giả dối, nhưng mượn cái tạm bợ giả dối này để mình tu, để mình làm việc thiện cứu người, mà làm được những cái đó thành công thì cũng như chúng ta nương gốc cây mục để tới bờ. Thì như vậy giá trị của cuộc sống mới là quý, mới là hữu ích. Chứ còn nghĩ gốc kỳ mục rồi không cần nó, để cho nó hoài thì không trúng. Còn quý nó để giữ hoài cũng không trúng. Chỉ biết lợi dụng nó để đưa mình tới bờ, đó là cái người khôn, phải không? Quý vị chắc kỹ, Phật nói thân này là giả, là tạm bợ, mà nó rất cần thiết, chứ không phải vô ích. Bởi vậy nên trong kinh thường nói câu bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, hay là mất thân này muôn kiếp không được gặp trở lại, phải không? Như vậy là một cái chuyện được thân là cái khó, mà khó đó đừng nghe nói khó rồi mình quý đó, mình trọng đó, không chịu tu, không chịu làm lành làm thiện, thì cái đó là mình đi sai. Mà mình phải lợi dụng nó để làm tất cả việc tốt đẹp ở thế gian và cố gắng tu hành, để rồi mình qua đến bờ kia, thì cái đó mới là cái khôn ngoan.
Như vậy thì nói giả mà không có chán đời, không có bi quan. Chứ còn không thì người ta nghe nói Phật nói thân là giả, chán quá, thôi chờ chết cho rồi, thì đó là sai lầm. À. Như vậy thì khi mà chúng ta phản tỉnh như nãy giờ tôi phân tích đó, thì quý vị xét thấy biết thân này sống còn là do mượn tứ đại bên ngoài phụ trợ, cho nên khi trả tứ đại mà không mượn lại thì nó chết. À, biết rõ vậy đó là phản tỉnh. Như vậy bây giờ tôi chỉ cho quý vị cái điểm để chúng ta tu cho hết khổ. Biết thân là giả rồi, mà sự giả này là nhờ mượn tất cả tứ đại bên ngoài bù bổ thân mới sống. Như vậy thì đất nước gió lửa là cái thiết yếu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà khi chúng ta khát nước khô cổ thì lúc đó nó muốn mượn cái gì? Muốn mượn nước, phải không? Mà muốn mượn nước thì nước đem vô thân này chỉ cần là một ly nước lã hoặc uống vô cái hơi khác. Nhưng mà có nhiều người không, họ cầu kỳ, họ không chịu uống ly nước lã mà họ muốn uống nước này nước nọ. Thì nếu một ly nước lã thì bao nhiêu tiền, còn nếu uống nước này nước kia thì bao nhiêu tiền? À, vì người ta không biết đó là mình mượn để mà sống, chứ không phải uống cho ngon cái lưỡi, phải không? Cái lưỡi là cái cảm giác tạm bợ, nhưng mà cái nhu cầu vì thiếu nước cho nên mình phải mượn nước để cho cái thân này nó tồn tại. Thì nước lã mà sạch thì quá tốt rồi. Như vậy mà thế gian có chịu không? Nếu chúng ta uống nước lã để cho cái thân này khỏe mạnh thì rất là ít tốn. Mà ít tốn thì chúng ta ít lo, ít cực, phải không? Còn nếu uống cho ngon, tốn nhiều thì phải lo nhiều thì phải cực nhiều. Đó. Rồi kế đó là mượn đất, một bữa cơm, một bữa ăn của chúng ta, những cái gì để đem vô nuôi dưỡng cái thân này, nói theo từ bây giờ là những chất dinh dưỡng để cho nó sống. Thì những thứ đơn giản như là rau muống vân vân, những cái đó ăn vô nó cũng có dinh dưỡng. Nhưng mà người ta chịu không? Nếu quý vị ăn rau muống hoặc là những thứ rau cải mà chúng ta có thì một bữa ăn tốn nhiều ít. Còn nếu chúng ta mà muốn ăn cho thật ngon, cao lương quý vị, thì một bữa ăn tốn nhiều ít. Như vậy thì cái hạnh phúc ở cái chỗ đừng phải lo, đừng phải nhọc. Không lo không nhọc đó là hạnh phúc. Mà bây giờ mình ăn cho ngon miệng để tốn nhiều thì phải lo nhiều rồi cực nhiều thì đã mất hạnh phúc. Ngon có chút ở lưỡi mà nó tốn hao, còn mình không cần biết đó là cái mượn thôi, là cái vay mượn để sống, thì mình vay mượn đạm bạc để cho cuộc sống mình được thảnh thơi, an nhàn, tu hành. Thì như vậy hai cái quý vị thấy cái nào hạnh phúc? Ăn một bữa ăn đầy đủ cao lương mỹ vị thì tốn tiêu bao nhiêu tiền? Ăn bữa ăn đạm bạc và đủ dinh dưỡng thì tốn tiêu bao nhiêu? Có thể cao lương mỹ vị tốn gấp 10 lần cái đơn giản, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta uống lựa những chất cho ngon cái lưỡi, ăn lựa cao lương mỹ vị thì chúng ta phải cực nhiều ít. Đó là những cái vai mượn để mà sống. Nhưng người đời vì mê không biết, cứ nói thân này là thiệt, cho nên muốn bổ dưỡng nhiều, muốn ăn uống cho nhiều, muốn thụ hưởng tất cả cái gì gọi là ngon ở thế gian, mình thụ hưởng hết. Muốn thụ hưởng nhiều cho nên đòi hỏi đủ thứ, mà càng đòi hỏi thì càng khổ, càng cực, rồi sanh ra đủ thứ cái phiền não. Còn nếu chúng ta biết đơn giản như vậy thì có bớt phiền não không?
sẽ bớt phiền não. Như vậy thì mình biết gốc cái sự tu là đơn giản. Vì sao phải đơn giản? Vì đó là vay mượn tạm, mượn rồi trả chứ có ở đời trong đó đâu, phải không? Như vậy mượn trả miễn làm sao cho đủ điều kiện tốt, thân này được an lành, không bệnh hoạn thôi, chứ đừng có đòi ngon cái lưỡi, đòi ngon mà rồi phải cực khổ. Mà những người ăn thật ngon đó, quý vị thấy ít bệnh hay nhiều bệnh? Bây giờ ăn ngon nhiều thì sao? Thì chắc là dễ bị bệnh lớn, bị bệnh trầm trọng, phải không? Nên như vậy thì mới thấy rằng chúng ta vay mượn thì chúng ta phải sống đơn giản là chúng ta khỏe. Như vậy thì nhờ chúng ta biết đây là cuộc sống tạm bợ, tất cả cái nhu cầu đó là vay mượn để mà sống, chứ không phải hưởng thụ để mà sống. À, hiểu vậy rồi thì cuộc sống mình nó đơn giản. Nếu mà mình có công ăn việc làm ra nhiều tiền mà mình sống đơn giản thì có dư không? Mà dư thì làm được cái gì? Bố thí giúp người nghèo, cúng chùa đủ thứ phước, phải không? Còn mình mà ăn mà cho ngon, uống cho ngon thì nó tiền bao nhiêu cũng hết. Hết mà nhiều khi rồi vay mượn người ta, nợ nần chồng chất là khổ thêm. À, như vậy thì cái cuộc sống nếu chúng ta biết đúng á, thì đã giải cho mình bao nhiêu cái thứ phiền muộn, bao nhiêu cái thứ đau khổ. Và mình biết đúng rồi thì chúng ta có khả năng làm được những việc lành, việc thiện nữa. Đó là mình chuẩn bị cho những ngày sau. Như vậy thì chỉ cần phản tỉnh lại cái thân mình cho đúng sự thật thì chúng ta tu rất là bớt khổ, phải không? Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là phản tỉnh về nội tâm. Đó. Nói phản tỉnh về nội tâm đây thì tôi thấy trong của mình ít có ai mà phản tỉnh điều này lắm. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, cái gì là tâm của mình? Chắc quý vị nói rằng cái tôi nghĩ, suy tính, hơn thua, phải quấy, đúng sai, vân vân, cái đó là tâm của tôi, phải chưa? Chắc ai cũng nói như vậy thôi. Bởi cho rằng cái nghi suy nghĩ, hơn thua, phải quấy, cái tính toán, được mất, vân vân đó, cái đó là tâm của mình. Bởi chấp cái đó là tâm của mình, tức nó là mình. Nhưng mà bây giờ đây, quý vị nghĩ kỹ coi, cái đó có thiệt mình chưa? Thiệt là tâm mình chưa? Hầu hết người thì cứ tưởng nó là thiệt tâm mình, nhưng mà thực không phải. Bởi vì cái cho cái suy nghĩ là tâm của mình, cho nên rồi ai cũng chấp cái gì mình suy nghĩ là đúng. Người khác nếu suy nghĩ khác hơn mình thì sao? Thì họ trật, họ sai. À, mà nếu họ nghĩ khác hơn mình mà họ cứ cho họ đúng nữa thì mình với họ sẽ làm sao? Sẽ cự lộn, phải không? Đó, cái mình nghĩ cho là đúng, họ nghĩ khác mình mà cũng nói đúng nữa thì hai người thế nào cũng cãi lộn. À, như vậy thì chấp cái nghĩ mình là đúng thì người khác họ cũng chấp cái nghĩ của họ là đúng, mà hai cái đúng là khác nhau thì sanh ra ấu đả. Đừng nói xa, chỉ trong gia đình thôi, hai vợ chồng mà chồng nghĩ thế này, vợ nghĩ thế kia mà ai cũng giành đúng hết á, thì gia đình đó sẽ làm sao? Thế nào cũng có cái trận cãi vã. Như vậy thì bởi chấp cái nghĩ mình là đúng, là thiệt, là đúng thì dễ sanh phiền muộn. Mà quý vị thấy cái nghĩ của quý vị có đúng chưa? Đúng 100% không? Nếu mà quý vị nghĩ cái gì cũng đúng 100% á, thì chắc chắn bây giờ quý vị giàu to. Vì nghĩ đúng thì làm cái gì cũng đúng, mà làm đúng thì gặp thời rồi, có cái gì thất bại đâu, phải không? Nhưng mà mình nghĩ như thế này, tới chừng làm nó ra thế khác, cái trật, trật cái
thua lỗ này kia đủ thứ. Tôi nói cái ví dụ rất là gần, ví dụ như buổi chiều trời kéo mây chuyển mưa, thì khi thấy mây đen nó ở phía trước, mấy hôm trước cái mây đen kéo như vậy là mưa to, trả lời liền mình nghĩ rằng lát nữa sẽ có mưa, nghĩ như vậy. Nhưng mà một năm mười phút sau cái gió tạt ra, cơn mưa nó đi đâu mất, nó không mưa, thì cái nghĩ hồi nãy trúng thì trật, trật mất rồi, phải không? Bây giờ quý vị ngồi lại kiểm những cái gì quý vị nghĩ từ xưa đến giờ nó trật nhiều ít, thật chắc rất là nhiều, thấy không? Như vậy thì cái nghĩ nó sai, nó trật, mà đâu có bảo đảm 100% là đúng, thì tại sao bắt người ta phải nghĩ đúng như mình, phải không? Mình có khi trúng, có khi trật, thì người khác họ cũng có quyền nghĩ cách khác, hoặc họ trúng hoặc họ trật, thì không có ai bảo đảm rằng cái nghĩ mình là đúng 100%. Mà không đúng 100% thì mình phải xử với nhau sao? Nếu mình nghĩ thế này là đúng, người nghĩ thế khác họ cũng nói đúng, thì chỉ cười à, thì đây là cái nghĩ đúng của tôi, cái đó là cái nghĩ đúng của chị, thôi mỗi người có cái đúng thì đừng cãi. Nhưng mà nó đúng nó cũng trật, chỉ nói thêm đây là cái nghĩ của tôi, kia là cái nghĩ của chị, không ai bảo đảm đúng, thôi đừng cãi, phải không? Quề thì như vậy thì mọi việc đều an lành, trong gia đình thì khỏi gầy lộn, ngoài xã hội cũng khỏi những cái chuyện tranh cãi om sòm. Bây giờ quý vị thấy mọi sự cãi lộn với nhau đều nói rằng bất đồng ý kiến, vì ý kiến không đồng nhau, không giống nhau cho nên mới cãi. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái suy nghĩ nó không có thiệt thì không nên cố chấp. Nhưng bây giờ nói thế nào là không thiệt đây, quý vị xét kỹ coi. Như hiện giờ quý vị ngồi, nhất là ngồi niệm Phật, ngồi tụng kinh, khi đó thì tai lần chuỗi miệng niệm Phật, mà cái tâm mình nó chỉ duyên theo đó, nó còn chạy đâu nữa, nó chỉ duyên cái câu niệm Phật không, hay là nó còn chạy xóm chạy làng, chắc nó cũng dành thời giờ nó chạy chơi một chút, thấy không? Nó không có chú vào đó hoàn toàn. Như vậy cái tâm của mình, nó là tâm của mình đó, thực ra là những cái ý niệm nó do duyên cái bóng của ngoại cảnh rồi nó ghi nhớ trong đó, rồi tới trình yên yên nó phóng ra, nó phóng ra rồi mình theo nó cứ chạy đi đây đi kia, cho nên cái ý niệm đó nó là không thiệt, duyên theo cái bóng ngoại cảnh. Tôi thí dụ như quý vị đi ra chợ thấy có một người ăn mày, mà người đó cái dáng hình họ kỳ lạ, thấy đáng sợ, đáng nhòm, thì thấy một cái hình ảnh lạ lùng đó nó đánh vào trong tâm thức của mình, cái hình ảnh đó về tới chiều tới tối ngồi lại niệm Phật lâu lâu nó cũng hiện ra, phải không? Cái hình ảnh nó hiện ra đó là cái gì? Có phải hình ảnh thiệt không? Chẳng qua là cái bóng nó phát ra từ ở nội tâm mình, chứ nó đâu có thiệt. Thành ra những cái nó còn lại tích lũy ở trong lòng mình, nó là cái bóng thôi. Thành như vậy cái mà tâm mình nó duyên theo cảnh, rồi cảnh đó nó lưu lại những cái bóng ở trong nội tâm, thì tâm mình nghĩ cái gì thì duyên theo cái bóng đó mà nghĩ. Nhớ chuyện cãi lộn với ai hôm qua thì chuyện hôm qua qua mất rồi, nhưng mà còn cái bóng ở trong đó, cho nên ngồi lại cho nó nhớ, nhớ những câu nói của người kia làm sao, câu nói của mình thế nào, cứ nhớ lại rõ ràng, đó là nhớ lại những cái bóng. Như vậy thì gọi là tâm mình, chứ thực ra cái đó là cái thức duyên theo cái bóng dáng của ngoại cảnh rồi còn lưu lại trong tâm, chứ không phải là cái tâm mình thiệt. Nếu cái suy nghĩ là tâm mình thiệt á, bây giờ quý vị suy nghĩ cho tôi một cái mà chưa từng thấy, chưa từng nghe. Quý vị suy nghĩ coi ra không? Cái gì mà chưa từng thấy, chưa từng nghe suy nghĩ thì coi ra không? Đâu có suy nghĩ được, phải không?
suy nghĩ chỉ là suy nghĩ những cái gì đã thấy, cái gì đã nghe. Bây giờ suy nghĩ là ôn lại để nhớ rồi nói thôi, chứ không bao giờ suy nghĩ được cái mà chưa từng thấy, chưa từng nghe. Như vậy thì biết rằng mình suy nghĩ theo cái bóng dáng của ngoại cảnh còn lưu lại trong tâm, rồi duyên đó mà mình suy gẫm. Như vậy thì cái suy nghĩ nếu nó là thiệt á, thì muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, nhưng mà vì nó không thiệt cho nên chỉ nghĩ được những cái gì có cái bóng sẵn, nó duyên theo nó mới nghĩ được. Đó là cái không thật của nó. Hơn nữa có nhiều khi quý vị nói rằng cái suy nghĩ đó là mình. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, nói là mình đó là từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt, cái mình đó là một hay là nhiều? Có một hay nhiều? Mình là một chứ không thấy mình là nhiều được. Mà cái nghĩ của quý vị là nhiều hay một? Cả trăm thứ, nghĩ tốt có, nghĩ xấu có, nghĩ hiền có, nghĩ dữ có, nghĩ đủ thứ hết. Mà cái tạp nhạc như vậy là mình sao? Phải không? Như vậy mình từ thủy chí chung chỉ một, mà cái nghĩ tới trăm ngàn muôn thứ. Thì như vậy nói cái nghĩ là mình hợp lý chưa? Nó không hợp lý, nó không đúng. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói những cái suy nghĩ của nội tâm mình đó chỉ là duyên cái bóng dáng của sáu trần, rồi chợt sanh chợt diệt, cho nên nó là tạm bợ, giả dối chứ không có thật, không phải thiệt mình. Đó. Cho nên Phật mới dạy mình niệm Phật để làm gì? Phật dạy niệm Phật để nhất tâm, phải không? Mà niệm Phật nhất tâm rồi đi đâu? Thì Phật mới rước về cõi Phật. Như vậy nhất tâm thì còn có những cái nghĩ tạp nhạp không? Nếu còn nghĩ tạp nhạp là nhất tâm chưa? Tự nhiên là còn nghĩ đủ thứ là chưa nhất tâm. Mà nhất tâm rồi thì đó là dừng được tất cả cái nghĩ tạp nhạp. Vì Phật biết cái nghĩ tạp nhạp nó không có thiệt, nó giả dối, mà chúng sanh mê lầm chấp cái nghĩ đó là tâm mình, cho nên rồi không có thấy được cái thực của mình. Vì vậy Phật dạy mình tu thiền, dạy mình niệm Phật để dẹp hết những cái nghĩ lăng xăng đó, cho tâm mình nó được nhất tâm, được an định. Mà nhất tâm an định đó là gần trở về với Phật, gần Phật trở về với Phật. Quý vị mới thấy. Như vậy thì chúng ta phản tỉnh ở nội tâm, biết cái suy nghĩ là bóng dáng, không phải thiệt. Vì vậy mà ráng tu để dừng lặng nó lại. Dừng lặng nó lại thì chúng ta sẽ gần với Phật, nhắm mắt cho Phật đón về bên kia. Còn nếu mà cứ tạp nhạp hoài thì Phật chịu đón chưa? Trong Kinh Di Đà Phật nói điều kiện nào Phật mới đón? Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn đó, phải không? Phải cứ đón như cực lạ. Thì như vậy, nếu chúng ta nuôi dưỡng cái tâm tạp loạn này mà đòi Phật đón như cực lạc được không? Vậy mà sao quý bà vừa niệm Phật mà vừa nghĩ? Nếu vừa niệm Phật mà vừa nghĩ thì chừng nào được nhất tâm? Cái điều đó tôi thấy có lẽ là một cái lỗi tại cái ứng dụng tu không khéo. Chứ trong cái pháp tu niệm Phật á, muốn cho dễ nhất tâm thì quý bà phải niệm Phật tai lần chửi, miệng niệm, dầu niệm thầm, và cũng lắng tai nghe cái tiếng niệm của mình. Nên là vừa tai lần chửi, miệng niệm Phật, lắng nghe, tai lắng nghe cái câu niệm Phật. Như vậy thì nó dễ nhiếp tâm hơn. Chứ còn niệm từng chuỗi cho qua rồi, nó nhẹ quá, một lát nó chạy thuốc, tai vẫn làm, miệng vẫn niệm, mà cái ý nó chạy đâu đâu á. Đó, thì cái đó là tại thiếu cái lắng nghe cho thiệt rõ từng tiếng niệm của mình. Thì như vậy, nó dễ nhiếp tâm hơn. Đó, đó là cái lẽ thực như vậy. Cho nên cái người tu biết cái trọng tâm ở chỗ nào. Như vậy thì chúng ta niệm Phật
cốt là phải nhất tâm. Mà tại sao phải nhất tâm? Bởi vì cái tâm tạp nhạp nó không phải mình, nó không phải thiệt. Mình nhất tâm rồi thì cái tạp nhạp nó lặng, lặng thì mới gần với Phật, Phật mới đón về bên kia. Cũng như chúng tôi tu thiền thì phải định, định thì đâu có nghĩ lăng xăng, mà định thì đó mới gần với Niết Bàn. Chứ nếu mà tâm còn tạp loạn thì không gần được Niết Bàn. Thì vậy pháp nào Phật dạy tu cũng đều là chỉ cái lỗi mà lâu nay chúng ta lầm tưởng nó thiệt, bây giờ phải biết rõ nó giả để rồi mình làm cho nó được yên lại, dừng lại, mà chú tâm vào cái chỗ yên lặng. Mà được yên lặng rồi thì thanh tịnh, mà thanh tịnh thì cái tâm chân thật đó nó sẽ gần với Phật. Hiểu vậy thì quý vị thấy cái cố chấp suy nghĩ mình là thiệt là cái chấp sai lầm, phải không? Rồi thêm từ cái sai lầm đó mà gây thêm cái gì? Gây thêm phiền não. Phải chấp cái sai lầm đó rồi mình cố chấp, mình ai trái mình nghĩ thế này, người khác nghĩ thế kia trái với mình, cái mình giận cái rồi cãi lộn là phiền não thì khổ đau. Như vậy thì quý vị tu chắc cũng khá lâu rồi mà phiền não hết chưa? Một là chấp thân như hồi nãy tôi nói, hai là chấp tâm mình đó, cho cái tâm mình là thiệt, mình nghĩ là chân lý, cho nên ai cãi mình cái mình nổi giận lên. Ở nhà chồng vợ mà cãi lộn nhau cũng tại nghĩ không giống nhau, thấy không? Rồi cha con mẹ con cãi lộn không bằng lòng cũng vì nghĩ không giống. Luôn luôn quý ông quý bà cứ nói con tôi nó không có giống tôi, thấy không? Không giống tại sao? Nó nghĩ khác hơn mình. Mà làm sao nó không nghĩ khác hơn được? Tại vì mình hồi xưa mình quân tập những cái khác, thành nay bóng dáng của mình suy gẫm nó khác. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó quân tập khác thì cái bóng dáng nó suy gẫm cũng khác. Thì cái chuyện đó là đương nhiên. Giả sử nó nói khác thì mình cười thôi. Phải, tại vì ba mẹ già quân tập những cái xưa, con còn trẻ quân tập những cái nay, cho nên xưa nay nó khác, có gì đâu lạ. Nghĩa là cha mẹ thương con thương cha mẹ là đủ, đừng cố chấp giống không giống. Thì như vậy ở gia đình nó bình an, phải không? Còn nếu cố chấp đòi nó giống thì chắc phiền não hoài. Vợ chồng không đồng ý nhau cãi lộn, con nó không giống mình, buồn, phiền, chê trách, bất hiếu, vân vân. Thì như vậy gia đình nào mà được vui? Mà cái không vui đó từ đâu mà ra? Đều là từ cái chấp sai lầm mà ra. Bây giờ quý vị muốn hết khổ, muốn được bình an, muốn được vui tươi, muốn được hạnh phúc thì đừng chấp với cái đó. Thì bình an không? Hạnh phúc không? Chồng nói thế này, vợ nghĩ thế kia. Nói thôi cái đó là cái nghĩ của ông, cái này cái nghĩ của tôi. Mỗi người có quyền nghĩ, nhưng mà đừng cho là chân lý được rồi. Phải không? Phải cả. Thì như vậy thì đâu có cái lộn. Rồi tới con cái, tới sống giềng cũng vậy. Thì như vậy là chúng ta sống một cách cởi mở, nhẹ nhàng, nhờ chúng ta thấy chúng như thật, biết rõ cái tâm mình nó không thiệt, thì mọi cái khổ đau theo đó nó bớt. Như vậy thì quý vị thấy, chỉ cần thấy thân đúng như thật, thấy cái tâm mình đúng như thật, thì cái đau khổ nó giảm hết sức là nhiều rồi. Rồi bây giờ tới những cái cố chấp khác. Người tu phải phá dẹp sạch cái cố chấp sai lầm. Cố chấp sai lầm như thế nào? Cố chấp về ngôn ngữ, cố chấp về danh vọng. Về ngôn ngữ, quý vị thấy ở thế gian người ta hay nói con gà thì nó ghét tiếng cái, phải không? Còn người ta ghét cái gì? Tiếng thị phi qua lại của người này người kia đó, ghét tiếng nói. Thì tại sao vậy? Bởi vì người nào nói vừa ý mình, nói êm dịu, hòa nhã thì mình chịu. Nói những lời hơi chống đối, hơi
nặng nề thì mình giận, mình không ưa, phải không? Như vậy thì chúng ta khổ vì cái lời nói rất nhiều. Mà quý bà hay nói là ít nói. Mà quý vị nói là nói cái gì? Chúng ta gặp nhau, ngồi lại nói chuyện là nói cái gì? Đa số là nói cái chị A đó, chị làm cái việc sai, bậy, quấy, mà chị không biết, rồi kể một mạch, rồi chị B kia, vân vân. Nói cái phải, cái quấy, mà cái từ chuyên môn gọi là thị phi đó. Ngồi lại nói chuyện, nó dài, nó lâu, là toàn nói chuyện thị phi không. Thấy không? Kể chuyện này người này hết, là chuyện người kia. Nếu trong xóm có được 100 cái gia đình ngồi và kể hết 100 người đó, thì hết bao nhiêu giờ? Bởi vậy trên đây ngồi nói chuyện hoài, toàn là chuyện của người này, chuyện của người kia, chuyện người nọ, toàn là chuyện phải quấy. Đó, nhà Phật gọi là nói thị phi nha. Mà người ta thích nói thị phi lắm. Thị phi là phải quấy, là hơn thua. Bây giờ đây, quý vị nghĩ mọi chuyện nói phải quấy đó là cái chuyện chúng ta phải nói và chúng ta phải nghe để mà đem ra làm chứng, đem ra mà giải bài với người khác để tranh hơn tranh thua là phải, hay là mình bỏ qua những cái lời thị phi đó là phải? Nếu mà chúng ta cứ nghe ai nói cái chấp, chấp cái đòi đôi chối vân vân, thì cái đó là hay hay dở? Nếu người như vậy thì dễ tu hay khó? Cứ lo đôi chối hoài, đâu có rảnh mà nhớ Phật, phải không? Đâu có rảnh mà tu. Bởi vậy cho nên những cái lời nói nó không có thiệt. Cái suy gẫm của người khác, phê phán của người khác chưa chắc là đúng. Chúng ta đừng có phải bận tâm nhiều, mà chúng ta phải có những cái nhìn, cái thấy đúng như thật trong cuộc sống của mình. Đó. Thì như vậy thì tôi có thể kể một câu chuyện nhỏ cho quý vị nghe. Nói hồi xưa có hai cha con, cái ông già ông nuôi lừa. Hôm đó ông mới dẫn lừa đi, đi qua một cái xóm khác. Thì khi dẫn đi đó, thì con lừa mạnh, thì ông bắt thằng con trai nó đứng trước nó dẫn, cầm mũi nó dẫn. Ông leo lên ông cởi, ông leo lưng lừa ông cởi thằng con trai dẫn. Thì con trai dẫn đi ông đổi, mà con trai nó còn nhỏ, mới có 10 tuổi, 10 mấy tuổi thôi. Thì gặp một người, thì nói cái ông này ác, ngồi trên lưng để thằng nhỏ nó dẫn, cực khổ nó. Ông nghe vậy cái ông quản, thôi mình áp, thôi xuống. Cái biểu cho con, thôi con lấy con ngồi cởi, bà dẫn. Thằng nhỏ leo lên lưng cởi, ông dẫn, ông dẫn đi đổi cái gặp người khác nói, cái thằng nhỏ bất hiếu, dám ngồi trên lưng lừa để cho ba nó dẫn. Cái nó quản nó tụt xuống, tụt xuống cái... Rồi hai cha con không ai dám leo lưng hết. Một đổi, đi đổi cái có một người gặp người khác. Hai ông, hai cha con ông này ngu quá à. Lừa như vậy mà không lên cởi mà cứ đứng dưới dẫn đó. Hai người mà dẫn con lừa. Nghe nó ngu quá. Cái thôi hai cha con trèo lên cởi lưng lừa. Lên cởi lưng lừa, lừa thì nhỏ mà hai cha con cởi. Để hồi cái gặp ông khác. Nói cái hai ông này ác độc. Con lừa nhỏ mà hai cha con cởi hết trên lưng nó chịu sao nổi. Cái quản hai cha con tụt xuống. Thì như vậy thì quý vị nghĩ, một con lừa mà hai cha con sớm mai giờ bị người ta rầy mấy phen là tại sao? Như vậy thì cái nào, cái nào là hợp lý? Tức là một câu chuyện rất là đơn giản, như là con lừa nhỏ ông cha cởi, con dẫn hợp lý rồi, thấy không? Mà rồi nghe người ta phê bình cái quán tụt xuống để thằng nhỏ lên cởi cha dẫn, mà rồi rốt cuộc là nghe người ta phê bình cái sợ, ta phê bình cái sợ, rốt cuộc mình không biết giải quyết cách nào hết, mình lệ thuộc cái phê bình. Cho nên cái người tu biết rồi
mọi cái ngôn ngữ phán đoán của người ngoài chưa chắc chắc là đúng cái gì mình làm. Mình làm với cái lòng thành, với một cái ý niệm chân chính thì ai nói thì không quan trọng, phải không? Còn nếu mà cứ lệ thuộc lời nói của họ thì cả đời không làm được gì hết. Nay phê bình thế này, thế mình quá mà đổi cái khác, rồi đổi khác thì khác phê bình nữa, đổi khác, đổi hoài suốt đời không làm ra trò trống gì hết. Giống như hai cha con cái ông mà cởi lừa như vậy đó. Hiểu vậy rồi mới thấy cái ngôn ngữ thế gian nó không có thiệt, chúng ta đừng bị nó chi phối cái cuộc đời của chúng ta, vậy là không hay. Như vậy thì tôi thường hay nói, tôi nói rằng chúng ta có một cái khổ là vì chúng ta không biết lẽ thật. Ví dụ như ở trong xóm mà có người nào họ nóng tính, thì họ nóng tính là mình làm gì trái ý họ, họ liền mắng mình, nói chị này hay là anh này không có khôn ngoan, như là con chó, như con chó. Cái nghe nói vậy giận không? Nghe nói như con chó cái giận quá chừng là giận, phải không? Có thể phải ăn thua, đó là xúc phạm tới mình rồi. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cái lời nói như con chó đó rồi mình có thành con chó không? Nói như con chó mà mình cũng chẳng là mình. Thì nếu mà ai đó mình đang khôn ngoan sáng suốt như thế này mà một khi họ giận mình, họ nói mình con bò, nói mình con chó, thì mình nên sao? Nên giận đánh lộn với họ hay là nên cười? Nên cái nào? Nếu mình giận mình đánh lộn với họ thì coi như mình chấp nhận mình là chó sao? Bây giờ họ nói là họ nói lời nói rỗng, nói bậy, mà mình nổi giận lên thì tức là lời nói trúng rồi đó. Như vậy thì mình giận là mình chấp nhận lời đó đúng. Còn nếu mình biết lời đó nói bậy thì mình không thèm giận. Nói bậy giận chi? Thì quý vị, bây giờ quý vị xét lại coi quý vị đang ở cái chỗ nào? Đang ở nổi giận cự lộn hay là đang cười chơi họ nói bậy? Nếu quý vị cười họ nói bậy thì họ xấu hổ không? Còn nếu mình giận mình đánh lộn họ thì họ có xấu hổ không? Thì như vậy là mình xấu hổ nữa chứ. Cái lời nói của họ là cái lời nói bậy, nói dẫm, mà mình lại cố chấp vào lời nói đó cho là thiệt à, rồi cái mình sanh sự với họ. Như vậy mình sáng suốt hay là mình tối tăm? Người ta nói mình như con bò mà bây giờ mình cự lộn họ thì tức như mình ngu như bò thiệt rồi, phải không? Nói mình như con bò mà mình cười cái thì tức là mình không phải bò chút nào hết. Vì mình người cho mình mới biết cái đó nói bậy mình cười. Còn nếu mà mình chấp nhận mình cự lộn họ cái thừa nhận mình là bò, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái ngôn ngữ nó không có quan trọng, mà chúng ta lâu nay quen cố chấp rồi, hơn một tiếng cũng không chịu, thua một tiếng thì ngủ không được, mất ăn mất ngủ, đó là cái khổ từ đâu mà ra? À, tức là từ cái cố chấp ngôn ngữ cho là thiệt. À, bởi chấp cho là thiệt cho nên chúng ta phải khổ. Và bây giờ biết tất cả cái gì nói sai nói bậy không có quan trọng, cười thôi bỏ qua, thì như vậy chúng ta có khỏe không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ, quý Phật tử chỉ làm được bao nhiêu đây thì bớt khổ nhiều chưa, bớt phiền não nhiều không? À, đó. Giờ kế đó là chấp cái danh dự của mình. Cái người nào mà nói cái gì hơi đụng chạm chút thì nói đó, nó phạm tới danh dự của mình rồi đó, phải ăn thua, phải không? Bây giờ tôi hỏi, nếu mình biết thanh này không thiệt, cái tâm suy nghĩ không thiệt thì danh dự ở chỗ nào? Cái thứ không thiệt mà đâu có danh dự, phải không? Danh dự là mình biết làm sao tu niệm Phật được nhất tâm, cái đó là danh dự nhất, để mình gần được với Phật, phải không? Tu thiền được định, đó là danh dự nhất. Còn cái chuyện hơn thua giả dối này có cái gì đâu là danh vọng, cái gì đâu mà danh dự mà phải tranh giành, phải cãi, phải giành với nhau phần hơn. À, hiểu như vậy thì tất cả chúng ta chỉ cười chứ không có chấp. Còn không thì chúng ta chấp hoài,
Thì bây giờ quý vị Phật tử chúng ta tu, như chúng tôi tu thiền, thì cái danh dự của chúng tôi là tu phải được định. À, như vậy thì mới gần với Phật, gần Niết Bàn. Còn quý vị tu tịnh độ niệm Phật thì cái danh dự của quý vị là nhất tâm, niệm Phật nhất tâm. À, cái đó là danh dự nhất. Đang mình nhắm mắt thì được gần Phật, về cõi Phật. Còn cái thế gian giả tạm có gì đâu quan trọng mà đặt cái danh dự đó. Rồi vì cái danh dự đó cãi lẫy hoài, rồi giận người này hờn người kia, tâm bất an, bất an niệm Phật không được nhất tâm, thì cái đó là trúng hay là sai? Như vậy thì quý Phật tử đang sống ở trong cái sai lầm nhiều hay ít? Nhiều. Bởi nhiều cho nên tu lâu mà chưa có kết quả, phải không? Như vậy thì tôi chỉ cần chỉ cho quý vị cái lẽ thật đó, thì quý vị sẽ biết rõ cái chân thật để mà tu, cái sai lầm để mình tránh. Thì như vậy sự tu mới có kết quả. Chứ còn chúng ta cứ niệm Phật cho nhiều, mà niệm Phật nhiều, nhưng mà niệm Phật mà cứ nhớ hôm qua cái câu nói đó nó nói nặng mình, rồi vừa niệm Phật mà vừa nhớ chuyện thế gian, thì như vậy chừng nào mà nhất tâm? Đó là một cái điều mà tôi thấy rằng không phải chúng ta chỉ biết tu là kết quả, mà còn phải biết phản tỉnh, nhìn thấy cái lẽ thật của thân này, lẽ thật của tâm này, lẽ thật của những cái lời nói, cái danh dự mà người ta đã đặt ra đó, nó có thiệt hay không? Thấy nó không thiệt thì bây giờ mình đặt cái danh dự nhất đời mình, nếu tu tịnh độ là phải niệm Phật nhất tâm, danh dự nhất. Nghĩa là khi nhắm mắt cho biết được ngày nào mình đi, rồi được Phật đón vào bên kia, thì đó là danh dự nhất, phải không? Có cái gì hơn nữa đâu. À, như vậy thì đó là cái danh dự. Còn mọi chuyện hơn thua phải quấy là trò chơi, trẻ con, không có gì là quan trọng hết. Biết như vậy rồi thì cái việc làm, việc tu của mình nó mới dễ thành công, dễ kết quả. Như vậy thì tôi nói nãy giờ là chỉ những cái nét chính trong sự phản tỉnh để quý Phật tử biết là tu. Bây giờ kết thúc lại, người tu Phật phải sống đúng với cái lẽ thật. Sống đúng lẽ thật, biết đúng lẽ thật, đó là chúng ta tu. Chứ còn nếu mà chỉ chạy theo những cái giả ảo tạm bợ rồi tranh giành với nhau thì đó chưa phải là tu. Mà nếu biết tu, sống đúng lẽ thật, thì cái sự tu đó bảo đảm sẽ đem lại sự hạnh phúc an vui cho quý Phật tử ngay trong đời này, chứ không phải đến nhắm mắt mới vui đâu, phải không? Như nãy giờ mà nếu quý Phật tử thực hành được hết, cuộc sống có vui không? Nhất định là vui, không có gì quan trọng hết. Cả ngày cười hoài, không có rầy lộn, không có phiền hà, không có quán trách ai hết, phải không? Như vậy đó là vui. Cho nên chúng ta tu là phải làm sao cho hiện tại được an vui, hạnh phúc. Ngày nay chúng ta có cái nhân vui thì ngày mai nhắm mắt thì chúng ta mới về cực lạc được, phải không? Cực lạc là vui tột. Chứ giờ mình có cái vui nhỏ rồi sao mới được cái vui lớn? Chứ bây giờ phiền não quá mà đòi về cực lạc, về bển rồi làm sao vui? Về bển là phiền não nữa, Phật nó công đuổi trở về bên này, phải không? Lần đó rồi lần đưa trở lại nó mất công quá, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải ngay trong đời này được an vui thì ngày mai ra đi bảo đảm là an vui. Còn nếu ngay đời này mà cứ buồn giận phiền não hoài thì ngày mai nói được an vui tôi không tin, không tin cái điều đó. Như vậy thì mong rằng tất cả quý Phật tử nghe chúng tôi nói rồi xét cho thật kỹ, nếu đúng thì ráng ứng dụng để cho cái đời tu nó có kết quả thực sự và lợi ích ngay trong hiện tại, chứ không phải là xa, không phải đợi chết rồi mới thấy, mà ngay đây mình đã thấy có cái nhân an vui rồi, thì đó là cái điều chắc chắn. Để mong tất cả quý vị cố gắng. Thôi quý vị chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về
khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.